Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây môi giới và mua bán dâm liên quận và đang tạm giữ hình sự 6 người để điều tra làm rõ. Khuya ngày 28 tháng 8, các trinh sát đã bắt quả tang hai cặp đang mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão và bắt Phan Như Phụng 38 tuổi quê ở Thừa Thiên Huế là bảo vệ khách sạn về hành vi môi giới. Qua làm việc, Nguyễn Thúy Hàng 34 tuổi quê ở Cần Thơ và một số người liên quan cũng bị bắt với vai trò môi giới, điều gái bán dâm. Cách chức hoạt động của nhóm là khi khách đến khách sạn có nhu cầu cần phục vụ, sẽ được Phụng lấy giá 800.000 đồng một lượt, rồi báo cho hàng điều gái từ quận 4 đến. Theo đó, Phụng sẽ lấy 300.000 đồng, 500.000 đồng còn lại hàng và gái bán dâm chia nhau. Ngoài ra, hàng còn thuê cố định tài xế chuyên trở gái đến các quận với giá 250.000 đồng một ngày, và mỗi ngày một gái bán dâm phục vụ từ 9 đến 10 khách, kể cả khách nước ngoài.